Chào các bạn, bây giờ chúng ta cùng làm câu này. Ở đây thì các bạn nhìn thấy cái dấu phẩy, chính vì thế nên chúng ta phải phân tích cái vế mà không có cái gạch trước. Vậy trước chỗ này chúng ta phải phân tích cái vế mà không gạch trước, chính là phân tích cái vế này. Nào, các bạn thấy là sau dấu phẩy này thì chúng ta có một S cộng verb O rồi. S cộng verb O. Đó, verb đó chính là từ import. Vậy nếu thế thì đây chính là cái dạng là gạch S verb O. Thì đây chính là cái cấu trúc thứ 3 trong 5 cấu trúc cứng. Thì nó thiếu gì? Đây chính là cấu trúc 3 trong 5 cấu trúc cứng. Thì đối với cấu trúc này thì nó thiếu thứ nhất là mệnh đề trạng từ. Cái thứ hai là trạng từ. Cái thứ ba là mệnh đề tính từ, nhưng phải là giản lược. Các bạn chú ý cho tôi cái này. Nào, nhưng ở đây thì các bạn nhìn thấy là đằng trước, bây giờ chúng ta khi mà chúng ta biết nó thiếu những cái gì rồi thì chúng ta sẽ phân tích cái vế còn lại. Nào, đằng trước các bạn nhìn từ ozo. Đấy, chính vì thế nhìn thấy từ ozo, vì thế nên các bạn loại ngay là trạng từ và mệnh đề tính từ giản lược. Vậy chỉ còn mệnh đề trạng từ thôi. Mà mệnh đề trạng từ thì cấu tạo như thế nào? Đối với mệnh đề trạng từ thì cấu tạo là sub cộng với s cộng với verb O, hoặc là sub cộng với verb ed cộng với giới từ cộng O, hoặc là sub cộng với verb in cộng với O, hoặc là sub cộng với to cộng với verb cộng O, hoặc là sub cộng O. Chú trên này O nó chính là tân ngữ. Đối với sub cộng O này thì chúng ta gồm có những cái dạng là tính từ hoặc là trạng từ cộng với tính từ. Đó. Nào, các bạn nhớ cho tôi những cái cấu trúc của mệnh đề trạng từ này. Như này thì các bạn thấy là thiếu gì? Ở đây thì các bạn nhìn với bạn là ACD thì các bạn chắc chắn là sẽ chọn được là phương án D. Trước chỗ này các bạn nhìn từ export, nó chính là động từ, tại vì có sự thay đổi này các bạn này. Đấy, động từ. Vậy chúng ta chỉ có thể là chọn đáp án là D phù hợp. Trước chỗ này nó chính là mệnh đề trạng từ sub cộng với S cộng với verb O. Đây là mệnh đề trạng từ đầy đủ. Thế còn các phương khác chúng ta chọn được không? Không chọn được, tại vì sao các bạn? Ở đây thì các bạn nhìn nhá. Đối với phương án A thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà chọn A thì đây trong chỗ này, nếu mà như này thì export nó là một danh từ. Như này trong chỗ này nó là một danh từ vì tính sai. Chúng ta đang tìm kiếm ba cái chủ đề này, không chọn được. Còn phần B nó có thể là mệnh đề trạng từ rút gọn là sub, mệnh đề trạng từ rút gọn là sub cộng verb in O. Nhưng các bạn chú ý cho mình này, ở đằng trước từ sum nó chính là tính từ số lượng, thì đằng trước nó không thể là một danh từ được. Được chưa các bạn nhỉ? Vì thế cũng sai. Còn phương án C nó giống như là phương án A, cũng là một danh từ thì chúng ta không chọn được. Đấy, vậy chúng ta sẽ chọn phương án D. Vậy sau câu này thì các bạn ôn lại cho tôi là thứ nhất là cái cấu trúc thứ 3 trong 5 cấu trúc cứng, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cấu trúc của mệnh đề trạng từ. Nào, các bạn lưu ý cho tôi là đối với mệnh đề trạng từ thì nó có thể đứng ở đâu trong 5 cấu trúc cứng? Thứ nhất là nó đứng ở đầu câu S và O. Đây là vị trí đứng đầu tiên. Đây là vị trí thứ hai, nó có thể đứng là sau tân ngữ. Đây là vị trí thứ hai. Vị trí thứ ba, nó chính là đứng ở trong cấu trúc thứ 5 trong 5 cấu trúc cứng này. Nó đứng ở giữa hai dấu phẩy này. Đấy, thì đây chính là ba cái vị trí chính của mệnh đề trạng từ. Các bạn cũng lưu nhớ. Xin chào các bạn.